Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay khoac-re24h.com. Tôi Ubo xin chào anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Tôi Như Mạnh chào 500 anh em. Ok các bạn ạ. Thì hôm nay là một buổi đi quay đầu tiên của anh em mình trong năm mới, và trong năm 2019 này sẽ hứa hẹn anh em mình sẽ có rất nhiều sự thay đổi, và rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Và quay trở lại với chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm một cái món, đó chính là món chân cua hoàng đế nướng mỡ hành các bạn ạ. Thì trên tay Mạnh bây giờ hiện tại đang cầm một bộ chân cua hoàng đế rất là to luôn các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ đem đi để nướng mỡ hành. Còn nói về mấy ngày Tết thì thực sự ở ngoài miền Bắc rất là nóng các bạn ạ, 30 mấy độ. Không hiểu là đi chơi Tết kiểu dê. Và không nói nhiều nữa, bây giờ anh em mình sẽ đem số chân cua hoàng đế này anh em mình đi nướng. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Bây giờ anh em mình sẽ cắt bớt lớp vỏ bên ngoài đi để cho hở thịt ra. Rồi sau khi anh em mình nướng, anh em mình sẽ rác mỡ hành vào các bạn ạ. Ôi nhìn ngon nhỉ. Thế mà tí rác lên nó nướng thì thôi rồi. Thơm một chút. Khá là ngon đấy. Không biết là Tết này các bạn được mừng tuổi nhiều không nhỉ? Chắc anh nghĩ là cũng ít, chung chung như em thôi. Em nướng ít mà. Ít được bao nhiêu? Tầm 15-16 triệu thôi. Nếu mà tự ít. Còn gì? Anh em thử bóc ra mà. Ôi dạ luôn này. Như miếng xúc xích ấy. Nhìn ngon nhỉ? Đây các bạn ạ. Em Mạnh đã nhấc những thịt ở bên trong ra. Mời các bạn nha. Thôi để tí lướng có mỡ hành ăn nó ngon hơn. Thôi thôi thôi, này lại đút vậy. Nhìn thèm quá. Để anh thử xem cái càng nó. Xem thịt nó to như thế nào. Úi dồi. Kín luôn anh ạ. Dày đặc thịt này. Kín luôn thịt. Nhiều cứng quá không, hay để anh lấy cái kéo cắt sắt anh. Cứng quá. Em cắt, anh Lâm cắt ghê quá. Này chắc phải là lấy máy cưa cắt. Cái càng nó không như mấy cái này. Càng cứng quá, bạn vạch ra thử thôi. Ôi nhưng mà dính. Thôi chứ bạn chỉ mở ra thế được rồi. Ui. Thế chứ không tí tí đút mỡ hành à? Ui bên trong dày đặc thịt luôn. Toàn thịt đã thịt luôn các bạn ạ. Thơm nhở. Ừ. Anh em thử. Thơm à. Anh em thử. Nó để tí lương mỡ hành ăn nó sẽ ngon hơn. Bạn cắt nốt đi. Than thì anh em mình đã nhóm cháy đây rồi, bây giờ anh em mình sẽ cho lên để nướng thôi. Anh em ngồi bên này em quạt, anh có nhìn thấy than hỏng không? Thôi 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 em ơi, bên này anh đang thấy khá là nóng đấy. Con này sao lại thành anh bộ lương? Cái con này nó phải chục cân đấy nhỉ? Tầm 6-7 cân gì đấy bạn ạ. Nếu như cả thể xác là chắc được. Đây là mỗi một bên bộ càng. Bạn này lóng thì cho hay bìa cho luôn? Hả? Để lóng mình cho hay bìa cho luôn? Cho luôn bạn ạ. Cho luôn. Anh cho nhìn như cháo ảnh đi kia. Lại nhớ chí phèo thịt lở. Đây là bát mỡ hành của anh em mình. Mỡ hành thế mới thơm chứ em. Wow. Anh em đang ngửi thấy mùi gì chưa? Mùi hành thơm thật. Lên đấy. Đâu mùi hành nó rớt xuống than thơm ấy. Ôi. Chắc này nướng lúc mà chín nhỉ. Ta nghĩ bạn thay mỡ bằng rượu đi. Rượu hành hay rượu? Rượu hành. Ui ui ui. Thấm bia luôn. Cho tắm hành luôn. Vậy là anh em mình đã nướng số chân cua hoàng đế này chín với mỡ hành rồi con ạ. Nhìn rất là ngon luôn. Và anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức luôn thôi. Bạn đang ngồi cuối gió thơm quá. Đợi một chút thôi. Thử luôn. Tiến thử đi. Xem có ăn được không để mấy anh em còn ăn. Hay để ăn cả vỏ. Cả vỏ nhiều canxi. Ôi em ạ. Đừng cố ăn cả vỏ sọc răng đầy gai đấy. Úi dồi. Ngoạn luôn. Ôi ngon này. Nuốt lốt cái ăn. Mời tất cả các bạn nha. Ngon. Phê. Nhìn cả nó thấy dài à. Ăn đi anh em thưởng thức cùng luôn.
đúng rồi, răng răng thưa khác, cắn quả ngập cái răng. Ăn thịt dai dai mềm mềm, hành thơm thơm nữa. Tùy loại. Cái hành thơm mát. Đúng rồi, thơm. Mời các bạn nhé. Mời bạn nhé. Dài ngọt ngon rồi. Đậm đậm. Như kiểu đi hút bún đấy. Mùi ăn kiểu này lạ rồi. Tết năm nay thiếu hành, hôm nay được ăn nhiều hành. Đấy rồi. Mời các bạn. Thơm thơm dai dai, ngon ngọt. Ngon thật. Khi mà đưa khỏi cái này ra rồi như sau sau bao nhiêu ngày Tết ăn toàn thịt lạc, lợn với thịt gà. Đâu ăn gỏi bánh trưng bạn ạ. Hôm nay ăn đồ hải sản nó ngon lắm. Hôm nay mới được ăn đồ hải sản. Ăn nó đậm đậm dễ ăn không? Không rất khó khuôn. Đậm cua có sẵn rồi nhỉ? Hình như nướng dai hấp thì sao? Ăn này béo rồi đấy. Phải là ăn ngọt ngọt. Ăn này chắc nhanh nhìn cân này. Toàn mỡ chất, tan mỡ chất. Bao ngày Tết rồi. Nhưng anh ấy ăn thế này không lên cân nhiều đâu. Chỉ ở vài nó hấp thụ mà lên đôi chục cân thì... Tết thì làm gì có cua hoàng đế mà ăn. Tết làm gì ăn cua hoàng đế đâu. Ổn nhé. Cái này chỉ dài. Dài. Cái này mà tán cả con cua chắc là... Đấy. Ăn này nhiều và bị hút đấy em ạ. Đúng rồi. Chỉ có người già mới gút thôi chứ trẻ con không gút. Gút anh cho tầm một con như này về em ăn đâu. Chưa đến tuổi sát, gút đúng không? Nhìn chân có trứng như thằng không? Chân lại có trứng? Có để dưới chân anh. Các hạ thật là phi phạm. Ăn vào bên đầu nước nó mỡ nó phụ đầy béo. Để ngấm hết trong. Ăn ngon. Bỏ này mà chắc ăn được như chả chùa. Cái này cháy cháy. Em ăn đi. Thơm mà. Nếu phải là canxi, hành ăn. Canxi em đủ. Cái này có hành ăn thơm thật. Ăn lạ. Ăn nhân hấp ăn này ngon hơn. Nghe nói bảo ăn hành xong chắc nói chuyện cạnh đứng cạnh nhau chắc thơm. Ui trời. Nhưng mà hành này nó lướng lên rồi. Lướng vẫn thơm. Thơm hết. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món chân cua hoàng đế nướng mỡ hành này các bạn ạ. Đây anh. Em thử gặp cái càng nhiều thịt đấy đi. Lấy ngoài không là thấy ngon. Mình mời tất cả mọi người nhá. Mà từ trước giờ chỉ nghe cái sò xiên luôn này anh ạ. Sò xiên nướng mỡ hành bây giờ kiểu cua hoàng đế nướng mỡ hành. Ui giời. Mới lạ. Bắn lên cả mắt rồi. Ăn này thơm thơm vị nướng ngon rồi. Ui, ăn cái càng càng này nó cháy cháy cái ăn dài, thơm thơm dài ăn ngon bản luôn. Đây các bạn ạ, mình mời tất cả mọi người nhá. Ăn cái càng khác biệt luôn. Úi trời. Nhất là toàn mùi hành và có thêm một mùi nữa cháy, đó chính là vừa nãy tôi quên mất là cầm cái vỏ của nó đây. Đem xù cái tay luôn. Thơm một lần. Ui. Ừ. Tụ lại mặt này thì mặn quá. Kiểu như cái mỡ hành này nó nướng với cái gì nó cũng ngon hay sao ạ. Ăn gì cũng thấy thơm thấy ngon. Từ ăn cua hoàng đế thì anh nhà mình ăn cũng vài lần rồi. Nhưng mà lần đầu tiên nướng với mỡ hành cảm giác nó thật là khác lạ. Ăn này ngon hơn. Thật sự từng cái thứ thịt của nó rất là ngon luôn các bạn ạ. Như các bạn nhìn thấy không? Wow. Nếu mà đây là cái thịt gà tôi sẽ tôi không ăn. Nhưng mà nó là chân cua. Tết sợ ngấy đùi gà lắm rồi. Cảm giác nó béo béo làm sao của mỡ thơm thơm của hành. Két két của mùi lửa cháy. Thơm thơm của vỏ cua như vậy. Cái chỗ này tôi quên mất nữa, không bảo bạn chấm hành. Đây như hành bên này ra. Ui. Các bạn nhìn cục thịt này, úi trời ơi. Trời ơi, anh ơi, mặn đến nỗi run người anh ạ. Mặn run người. Nói. Trời, cái chỗ đấy đoạn hành này nó ở cuối sau nó động lại, mặn thật. Em ăn hành cho mới mặn đi. Xem ăn hành không nó thơm ngon.
ăn mặn thì thơm thật nhưng mà ăn vào nếm thử mới biết. em ăn mặn mà em đi tiểu, em đến cấm nhà người yêu em đánh dấu lãnh thổ không thả ra đến đâu. Vậy là anh mình đã đánh chén hết số chân cua hoàng đế nướng mỡ hành rồi thì cảm giác thật sự nó rất là khác lạ. Ngày Tết thì anh mình ăn toàn thịt gà các thứ, cảm giác khi mà nhìn thấy đồ bây giờ không buồn ăn gì cả. Hôm nay ăn thử cái món này thực sự là đúng mới gọi là chuẩn bài. Anh nhìn thấy giò bánh chưng chán luôn bạn ạ. Tôi có ăn bánh chưng miếng nào đâu, mỗi bạn ăn bánh chưng thì bạn ngấy. Có lẽ là mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.